cải biên từ tác phẩm Bố mày là cóc ghẻ của Phong Quả Hí Chư Hầu. Triệu Giáp Đệ. Tập 1. Năm 1993, Bắc Thành. Người đàn ông này, tên Triệu Hâm, là nhà lãnh đạo sẽ đích thân sáng lập nên lãnh thổ thương mại của doanh nghiệp Kim Hải. Nhưng lúc này anh ta không thể ngờ được rằng một vụ tông xe ngoài ý muốn, đoạn đường đang thi công xin lỗi về sự bất tiện này, sẽ gieo xuống hạt giống thù hận, đồng thời mười mấy năm sau sẽ mang đến tai họa liên miên cho người nhà của mình. Trần Hồng Hùng. Đi đi. Đi. Rút. Phấn đấu thực hiện bốn hiện đại hóa. Một năm sau, Trấn Triệu Gia, Đường Thành. Trong mắt người của Trấn Triệu Gia, thằng ô con Triệu Hâm 8 năm chưa về quê là ví dụ điển hình đúng chuẩn cho sự phất lên nhờ vào ăn thịt thiên Nga. Việc đầu tiên mà người đàn ông quyết chí muốn gây dựng sự nghiệp này làm khi về quê chính là thay mặt bà con trừng trị tên côn đồ hà hiếp quê nhà. Nhưng trong mắt cậu con trai ruột Triệu Giáp Đệ, Triệu Giáp Đệ tám lạng, người bố từ trên trời rơi xuống này, chính là một gã khốn khiến mẹ cậu quanh năm sống trong nước mắt. Triệu Tam Kim, tôi nói lời giữ lời, tôi sẽ không để kẻ ức hiếp người trong thôn được sống yên ổn. Cậu muốn tiền chứ gì? Hôm nay cậu ăn được bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu. Ông nội, ông ta chính là Triệu Tam Kim sao? Mở miệng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đến đây nhận tiền nào. Ai dưới 30 tuổi, 1.000 tệ. Trên 30 tuổi, 2.000 tệ. Trên 60 tuổi, 5.000 tệ. Tôi cũng có tiền. Anh khờ, anh không những có tiền mà tôi còn cho anh thêm 1.000 tệ nữa. Cầm lấy. Cậu nói xem, Triệu Tam Kim tự dưng trở nên giàu có thế. Tôi nghe nói anh ta ngồi tù mấy năm, sau khi ra ngoài thì trở thành đại ca,
Sao tôi lại nghe nói cậu ta bán đứng bạn bè, hại người ta tan cửa nát nhà? Ông xem cô bé đằng sau cậu ta kìa, Tề Đông Thảo, chính là con của người đó. Mau lên, mau xếp hàng. Bố, mẹ. Vậy là tốt rồi. Đây là con trai con. Con trai con. Lớn thế này rồi à? Đúng rồi. Đây là Đông Thảo. Sau này con bé là chị của con đấy. Con phải bảo vệ chị nhé. Con trai à, lại đây. Đi, tới chỗ bố đi con. Mau gọi bố đi. Con trai, gọi bố. Nào, gọi bố đi. Thằng bé này chẳng giống con cháu nhà họ Triệu gì cả. Nhưng anh thì lại giống con cháu nhà họ Triệu đấy hả? Ra ngoài hết đi. Bố, quỳ xuống. Bố làm gì vậy? Con vừa mới về mà. Quỳ xuống. Vậy này là tôi đánh thay vợ anh. Anh để nó đợi anh suốt 8 năm. Vậy này là tôi đánh thay con trai anh. Những năm qua người khác đều mắng nó là đồ con quan đấy. Vậy này là tôi phạt anh tội cậy thế ức hiếp người khác. Con đã làm gì nào? Bố xem mấy kẻ, xem thường nhà mình hôm nay có thái độ thế nào hả? U mê không tỉnh ngộ. Quên sạch da quấn rồi chứ gì. Không là thánh hiền thì là cầm thú. Nếu một người không khắc kỷ, tu thân dưỡng tính thì có khác gì là cầm thú đâu. Chép da quấn 500 lần. Này nhóc. Nào lại đây. Nhóc con, bố có thể nhờ con giúp bố một việc không? Triệu Tam Kim, đừng bảo là ông nhờ tôi chép giúp đấy nhé. Con nói chuyện với bố kiểu gì đấy? Bố là bố con phải gọi bố là bố. Giả lại, bố cũng đâu bảo con làm không công. Tiền tiêu giặt, đồ trọc phú. Thằng Tranh này, con quay lại đây cho bố. Tranh con. Thì tôi nói anh này, ban này mỗi anh là còn trẻ thôi. Nào nào nào, ăn đi. Nào nào nào, mọi người ăn đi. Thằng Tranh kia chạy rồi. Bà con nghe tôi nói, đám cưới hôm nay hủy bỏ rồi. Triệu Giáp Đệ nhỏ tuổi không biết có phải câu đồ trọc phú đã làm bố nổi giận hay không, mới khiến Triệu Hâm một lần nữa biến mất vào ngày cưới mà mẹ cậu đã chờ đợi suốt bao năm. Nhưng Triệu Sơn Hổ cả đời trong sạch chính trực thì biết rằng những gì nhà họ Triệu bọn họ nợ con dâu Triệu Thương Hồng, e là cả đời này cũng không trả hết được. Hôm đó khó coi thật. Phải đấy, bày cái bàn tiệc ra đấy rồi. Giáp Đệ, Giáp Đệ, mẹ bảo con xin lỗi. Giáp Đệ, chồng bỏ đi rồi, thằng con này còn hỏng mất. Giáp
đệ này. Con vào đi. Lại đây. Mẹ, con xin lỗi. Giáp đệ, không phải mẹ trách con, nhưng sau này con không được làm vậy nữa. Con phải nhớ lấy một câu: mỗi khi gặp chuyện lớn phải trấn tĩnh. Con biết rồi mẹ. Mỗi khi gặp chuyện lớn phải trấn tĩnh. Năm 2004, Trấn Triệu Gia, Đường Thành hoàn thành sự nghiệp vĩ đại không nằm ở thể lực mà ở nghị lực kiên cường. Tòa nhà Quần Anh. Những gì đã đi qua đã trôi qua, rồi sẽ không trở lại. Triệu Giáp Đệ tám lạng. Những gì còn lưu lại được khắc ghi vẫn luôn ở trong tim. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, chúng ta chưa bao giờ ngừng theo đuổi ước mơ. Đời người là bàn cờ, ta là quân tốt. Vì nước đi chậm chạp, vận mệnh nhiều sai lầm, nhưng tôi chưa từng lùi bước. Chúng ta tốt nghiệp rồi. Bệnh viện Đức Viên, hiệu sách Tân Hoa. Hoàng Phụng Đồ. Cháu thua rồi. Nhóc con, cháu có năng khiếu, lại chịu khó nỗ lực. Mới theo học mấy năm thôi đã có thể so chiêu được rồi, khá lắm. Ông à, ngày mai cháu phải đến Hải Thành học rồi. Tốt, đó là nơi ông và ông cháu gặp nhau. Nhóc con, cháu có dự định này từ khi nào vậy? Vào cái năm sàn giao dịch chứng khoán Hải Thành thành lập. Ôn con, cháu lừa ai đấy? Năm 1990, cháu vẫn còn là một thằng nhóc 5 tuổi. Ấy ông à, cái này mà ông cũng biết à? Trước khi ra đi, ông cháu có gửi cho ông một lá thư, bảo ông thay ông ấy dạy cháu học hành làm người. Nếu cháu đã muốn đến Hải Thành, vậy thì ông thay ông nội cháu tặng cháu một món quà đi học. Kẻo lúc ông chết đi, ông nội cháu lại mắng ông không dạy dỗ cháu tử tế. Nhận lấy đi. Một trăm cổ phiếu 5.000 đồng lưu hành tại Hải Thành. Cảm ơn ông.
Ông nội cháu thường nhắc mãi một câu: con người phải có điều cố chấp mới có thể thành công. Hy vọng cháu có thể ghi lòng tạc dạ. Cháu sẽ ghi nhớ. Vậy thì mau đi thu dọn đồ đạc đi. Không lại gần đầu nối toa tàu, đường thành hải thành, dài dạch chờ tàu, lúc lên xuống tàu vui lòng chú ý khe hở giữa bệ bước và bậc thềm sân ga để tránh trượt ngã. Xem ra đành phải dùng giấy giường nằm bà nội mua thôi. Thương tước chim sẻ. Nhưng chú à, chú không sao. Hôm nay đặc biệt. Đi. Cho qua một chút, cho qua một chút, cho qua chút. Này anh, xin lỗi nhé. Thằng Báo vẫn chưa lên tàu à? Tôi vừa gửi tin nhắn cho nó, bảo nó chúng ta ở toa tàu này. Nhưng tôi dự là thằng này không vào được đâu. Chưa chắc đâu. Thằng này thông minh lắm. Thương Báo Báo, đoàn tàu Z174 từ Đường Thành đến Hải Thành sắp khởi hành. Mời khách hàng chưa lên tàu nhanh chóng soát vé lên tàu. Ông chủ, phía sau có một chiếc xe cứ bám theo chúng ta mãi. Ngụy Phong, xuống xem thử. Xem thử ai liều mạng như vậy. Dân. Gần đây, doanh nghiệp hàng đầu thành phố ta, tập đoàn Kim Hải, thu mua thành công 100% cổ phần của một công ty ô tô nước ngoài với giá 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo nguồn tin, giá trị giao dịch của vụ sáp nhập và mua lại này là lớn nhất trong 10 năm từ khi tập đoàn Kim Hải được thành lập. Tề Đông Thảo, Triệu Hâm, Hoàng Phương Vi. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Kim Hải. Tôi đến Kim Hải đã được 5 năm. Từng làm việc ở mỗi một phòng ban của Kim Hải, làm từ chức vị nhỏ nhất. Tôi đã đi đến ngày hôm nay. 5 năm qua, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất chính là công ty này đã truyền cho tôi sự tự tin, can đảm và hy vọng. Kim Hải là một nơi ấm áp. Hoàng Duệ Dương, tôi hy vọng mỗi người đều có thể tự hào rằng mình là người của Kim Hải, Triệu Đại Bu, Dương Hậu Đức. Nhưng nếu có người đứng núi này trông núi nọ, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. Cảm ơn. Từ Chấn Hoành, Phó Phòng. Thưa các bạn và cả các phóng viên ở phía đằng sau, tại đây tôi chỉ nói một câu: Kim Hải chúng tôi thực lực tài chính khá hùng mạnh. Nếu muốn phát tài, hãy mau hợp tác với chúng tôi. Hay, hay.
Theo tin đài chúng tôi, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Kim Hải được tổ chức vào hôm nay. Nhiều doanh nghiệp thuộc Hội Liên hiệp Công thương nghiệp toàn quốc đã tham dự. Trần Hồng Hùng, Chủ tịch tập đoàn Kim Hải Triệu Hâm công khai gửi lời mời hợp tác trong ngành được hưởng ứng nhiệt liệt tại buổi lễ. Dương Sách. Phòng phẫu thuật. Tôi là Trần Hồng Hùng, Triệu Hâm. Ông nhớ lấy cho tôi. Kim Hải chúng tôi thực lực tài chính khá hùng mạnh. Nếu muốn phát tài, hãy mau hợp tác với chúng tôi. Tề Phụ Niên đã ra tù chưa? Ra rồi. Mua vé máy bay đến Bắc Thành chưa? Mua rồi. Triệu Tam Kim, những năm qua ông sống thoải mái quá rồi thì phải. Những chuyện ở Bắc Thành không thể quên được. Nhật báo Hải Thành nhiệt liệt chúc mừng 10 năm thành lập tập đoàn Kim Hải. Tề Phụng Niên. Đường đời vốn là tự do và tuyệt đẹp, nhưng chúng ta đã lạc lối. Tham lam đã đầu độc nhân tính, chia rẽ thế giới bằng thù hận. Nhà độc tài vĩ đại của Charlie Chaplin, tôi là Triệu Giáp Đệ. Con người phải có điều cố chấp mới có thể thành công.你是我的光。